Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Napoli và câu lạc bộ Cremonese. Đây là trận đấu thuộc Coppa 3 Italia và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 18 tháng 1 theo giờ Việt Nam, và các cầu thủ Napoli trận đấu này sẽ tiếp đón Cremonese trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Napoli sẽ là những người đỉnh nhất cửa trên và sẽ chấp đội khách Cremonese với mức kèo là 1,75, mức kèo hơi tăng 2 trái và hạ xuống còn 1,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3,5 và 3 trái tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là G Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ ấn vào cái đường link màu xanh và ấn vào chữ đăng ký là xong. Và cái link màu xanh này cũng là cái đường link mình nhận định trận đấu giữa Leeds United và Cardiff City, thì các bạn có thể là ghé tham khảo luôn nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần gặp nhau gần nhất của Napoli và Cremonese thì Napoli đang bất bại trước Cremonese với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Napoli thì Napoli thắng 2 và thua 3. 5 trận thi đấu gần nhất của Cremonese thì Cremonese còn đang bết bát hơn với 1 trận hòa và 4 trận thua. Và trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình, mặc dù là kèo chấp nó cũng hơi cao, tuy nhiên thì mình vẫn chọn cửa đội chủ nhà Napoli, nhưng mà chỉ lựa mức kèo chấp là 1,75 mà thôi. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở trận đấu này thì nếu như mà Napoli không tung ra đội hình mạnh nhất thì họ vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn đối thủ Cremonese rất là nhiều. Thứ hai là trận đấu này Napoli được chơi trên sân nhà thì một cái điểm tựa rất vững chắc. Và thứ ba nữa thì dù gì xét về phong độ cũng như là thành tích ở đầu ở năm được trận gần nhất thì Napoli cũng còn đang vượt trội hơn nhiều so với Cremonese. Những lần mà gặp Cremonese trên sân nhà của mình thì mình thấy là cũng có rất là nhiều trận Napoli đều giành chiến thắng với cái biệt là từ 2 bàn trở lên. Chưa kể là ở thời hiện tại thì Cremonese đang có phong độ không tốt và hàng thủ đang chơi cũng rất là kém cỏi ở thời gian đây để thủng lưới rất nhiều. Thì đây sẽ là cái cơ hội để cho Napoli có thêm một chiến thắng nữa và bước vào vòng tiếp theo của Coppa Italia mùa giải năm nay. Thì với cái mức kèo thế này thì mình nghĩ là Napoli họ sẽ vượt qua được khi mà được chơi sân nhà, cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên lựa cửa Napoli chấp dưới 2 nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3 trái và 3,5. Thì trận đấu này khả năng là Napoli họ cũng sẽ không tung ra hình mạnh nhất khi mà giải Serie A còn một chặng đường khá là dài và họ cũng phải cần dưỡng chân cho những trụ cột. Nghĩ trận đấu này nhiều khả năng là Napoli họ chỉ thắng kèo trên thôi, chứ thắng đậm được Cremonese thì hiện tại cũng không phải gọi là dễ đâu. Trận đấu kết thúc 9 phút sẽ có số là 2-0 hoặc là nhiều lắm là 3-0 nghiêng về cho Napoli. Và nào tin tưởng mình nữa thì có thể là ưu tiên đánh cửa xỉu 3,25 hoặc là xỉu 3,5. Nếu mà đâm một bàn sớm rồi tài xỉu nó hơn 3 trái một xíu nữa thì lúc đó các bạn hãy nên vào xỉu mạnh cho nó an toàn hơn nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,75 và tài xỉu là 1,25. Thì do đó hiệp 1 có đêm đội sân nhà và đẳng cấp nhỉnh hơn thì Napoli họ sẽ có bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn cửa Napoli chấp 0,75 nha. Và đá xỉu 1,25, chỉ đón hiệp 1-1-0. Tới nay trận đấu chốt kèo là chọn cửa Napoli chắc và đá xỉu. Hiệp 1 thì cũng vậy, nhưng mà an toàn ở trận đấu này trên hết là các bạn đi cửa Napoli không được rồi. Chúc anh em may mắn nha.